Thưa ba, con mới học về. Con vô nhà tắm rửa đi rồi ba dọn cơm hai cho con mình ăn. Con bị sao vậy? Nói cho ba nghe nè. Cô cho con điểm không? Vậy là đồ vẽ như vậy xong rồi cô giáo cho là... Con có suy nghĩ lệch lạc, sai trái. Nhưng mà con không biết là con lệch lạc chỗ nào á. Cô kêu là vẽ gia đình của mình thì con vẽ gia đình mình thôi. Mà cô lại cho con điểm không. Đô nè, con không lệch lạc cũng không sai trái gì hết. Chỉ là cô giáo không hiểu đúng thôi. Gia đình của mình á, hơi khác một chút xíu. Hơi khác? Ừ. Khác biệt không đồng nghĩa với lại là sai trái hay lệch lạc gì hết. Nhà người ta thì có một người cha, một người mẹ. Còn gia đình của mình thì... có hai ông bố vô cùng yêu thương con mình. Chính xác. Con biết cô nói khác cái gì rồi. Nè, khác sao nè? Dạ, là khác ở chỗ á, gia đình mình dùng nhiều tình thương hơn các gia đình khác. Chính xác. Đô mà hiểu được như vậy là giỏi lắm. Con phải nhớ là gia đình mình á không khác biệt cũng không sai trái. Dạ. Hai chị con làm gì mà ôm nhau thắm thiết vậy? Ủa ba, cho ba ôm với nè. Dạ. Con cũng yêu ba nhiều lắm á. Dạ, thưa với gia đình là hôm bữa em chấm sai. Thiệt ra cái bài vẽ của em Đô rất là đẹp, xứng đáng được 10 điểm. Em thấy ngưỡng mộ gia đình mình quá. Ủa, sao hôm qua cô nói gia đình con khác thường? Đâu có. Con nghe lộn rồi. Hôm qua là cô nói là cô bất thường. Gia đình con là bình thường. Chắc là cái cách em nói không rõ nên em Đô không có hiểu. Tại em cũng chưa có gia đình, cho nên thỉnh thoảng em cũng có một chút sai sót. Xém một chút xíu nữa là làm tổn thương đến em Đô. Không phải là xém, mà là đã tổn thương. Dạ, thì ai cũng có sai phạm hết. Thì giờ em lỡ nên em muốn xin lỗi. Đô, bỏ qua cho cô nghe. Dạ. Xong xuôi hết rồi. Chừng nào em tôi được thả vậy? Rồi nè. Chiều nay là em về rồi. Cha con của anh á, muốn ăn cái gì thì đặt online. Hay là em có dự phòng đồ ăn á, ăn thì hầm nóng lại là ăn thôi à. Mà nè, mấy hôm nay có đụng vô bếp của em không đó? Hả? Tất nhiên là không rồi. Anh biết mà, anh hứa đó. Giữ sức khỏe nha, yêu em. Yeah, con làm bài xong rồi. Tốt rồi. Giờ thì tới homework của hai cha con mình đây. Ba thấy có gì đâu mà ba tài của con làm quá lên nè. Bắt đầu sao nhỉ? Đô, sao con làm đổ đồ hết trơn rồi? Có phải con...
con đâu, tại ba đụng con chứ bộ. Trời ơi, ba Tài ơi, ba Tài, ba đâu rồi, ba Tài ơi. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật em. Chúc mừng sinh nhật ba Tài. Ủa mà hồi nãy ba Tài ước cái gì vậy? Ba ước là gia đình của mình á mãi mãi bên nhau, mãi mãi vui vẻ, luôn hạnh phúc, luôn luôn bình an và mãi mãi có nhau. Nhưng mà bữa ăn thịnh soạn quá, chắc là hai bố con mới order về đúng không ta? Trời ơi, mấy cái món này ha là con với ba Tiến đặc biệt làm cho ba đó. Đồ, đồ này mình mua trên mạng vậy mà con? Thì đặt trên mạng thì đồ này mình tự trang trí đúng không? Mình mua trên mạng vậy mình tự trang trí. Đặt trên mạng gì? Đặt. Trang trí. Dạ. Để mừng sinh nhật em. Bye bye. Tài. Em sao vậy? Tự nhiên ngột ngạt quá. Em vô đây để thoáng mát xíu. Hình như em... Em hơi nóng cho nên em mở tủ lạnh ra cho gió nó bơi ra ngoài cho nó mát chút xíu thôi. Sao con có cảm thấy là ba Tài nghi con với ba Tiến làm hư bếp của ba Tài quá ta? Làm gì có. Chưa bao giờ nghĩ vậy luôn á. Thiệt. Đâu có đâu. Con ghét ba. Đô. Đô ơi. Đô. Anh biết là do đặc thù công việc cho nên nhiều khi em coi anh với Đô như những đứa học trò khó bảo vậy đó. Nhưng mà em thử một lần đặt niềm tin trọn vẹn vào anh với Đô đi. Nhất là vào ngày sinh nhật này nữa. Rồi Đô thì... Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi được chưa? Đáng lẽ ra thì em phải tin cho hai cha con. Em không có được nghi ngờ như vậy. Em hứa là từ nay về sau em không có vậy nữa. Rồi, vậy là được rồi. Giờ mình ra với con đi em. Vô đi em. Ngồi đây nhé. Ngồi đi. Tài nè. Đây là Nam, đàn em của anh. Sắp tới Nam sẽ tá túc ở nhà mình một thời gian. Vậy thì Nam cứ ở cái phòng ngay trên cầu thang. Em chuẩn bị mền gối xong hết rồi. Với lại đâu đi dã ngoại cho nên là Nam cứ thoải mái như ở nhà nhé. À dạ, sắp tới thì chắc là em sẽ làm phiền đại ca và anh Tài một thời gian. Có gì mọi người chỉ bảo giúp em nhé. Người nhà không mà, đừng khách sáo làm gì hết. Khoan đã. Em không muốn biết thêm gì hả? Thí dụ như là Nam là ai, Nam ở đâu, tại sao lại tá túc ở nhà của mình? Xưa giờ em là người không quá tò mò lại công việc của anh mà. Em tin anh. Nam hả? Anh đi em. Vâng, anh xin.
Bất cẩn quá. Em xin lỗi. Thôi để em lau cho. Lau cho bạn đi anh. Thổi ở chừng nóng. Đã thôi phiền hai anh quá. Ăn uống cẩn thận chứ. Thằng Đô nhà này con nít nhưng mà lâu lâu cũng vừa ăn vừa chơi vậy không sao đâu. Ăn đi mọi người. Anh ơi, có con nhện trong kia anh ơi. Anh đâu thấy đâu. Anh nhìn kia đi, trong góc kia kìa. Không sao đây, không sao. Xin lỗi Nam nha, nhà nhiều nhện lắm. Nhưng mà may rằng Đô nó không có sợ nhện. Đâu phải ai lớn cũng trưởng thành đâu. Của Nam á hả? Anh làm tới mức như vậy luôn mà em cũng không thèm nhíu mày một cái nữa. Làm tới mức như vậy đúng kịch hả? Đúng không? Ừ. Thật ra thì em vẫn yêu anh, giống như là lần đầu tiên gặp anh vậy đó. Còn Việt Nam thì thái độ cũng hơi khó chịu một chút xíu, nhưng mà em là một người rất là tự tin vào bản thân. Hơn nữa em tin anh, bởi vì em chọn anh là người đi với em cuối đời cho nên em phải tin anh chứ, đúng không? Thiệt là không nghe nghĩa hả? Em trưởng thành rồi mà. Vậy thì để ngày mai anh nói với Nam dừng cái vở kịch này lại mới được. Anh hỏi vai nói đi. Em nói chuyện với Nam xong hết rồi, anh em nói chuyện với nhau vui vẻ đó. Thiệt luôn. Trời ơi, em cao tay quá vậy. Lên xíu. Sau này em muốn làm gì? Làm thầy giáo, bây giờ và mãi mãi. Em có muốn biết anh muốn làm gì không? Muốn làm gì? Anh muốn làm phiền em cả đời. Làm phiền mà như vậy cũng được. Đau đó. Đây là quyển sổ em hay dùng để soạn giáo án nè. Em có nhớ không? Còn đây là ảnh chụp của ba cha con.
anh đã gửi cho em rất nhiều ký ức rồi. Em có nhớ được gì không? Điều mà em nhớ nhất bây giờ là nhớ anh. Thật sự ra thì hôm nay á là đi quay lúc 6 giờ sáng, có nghĩa là 4 giờ sáng là phải dậy rồi. Tại vì nhà của Tạ Gò Vấp mà quay ở Trung Sơn. Nhưng mà hôm qua ta diễn sân khấu là diễn xong là gần 12 giờ xong. Cứ nghĩ là nằm chút xíu để em sáng đi qua, nhưng mà nằm trằn trọc tại vì nhớ bé Đô với lại nhớ mọi người đoàn phim, cho nên là soạn đồ cái thứ, gom quần áo rồi ủi sẵn bỏ vô vali. Rồi sau đó nhìn qua đồng hồ là lúc đó 5 giờ mấy rồi. Lúc đó mấy trợ lý đó qua tới nhà rồi, cho nên chỉ kịp tắm rồi lấy đồ đi thôi. Tụi nay lên chơi với cái quay gì đó, chơi gì? Chơi gì trên này? Ai chỉ là không, cái tâm lý của Tài là hôm nay lên đây không có lãnh lương. Đi hai đôi xin lưu lại đây, cái này dùm anh làm bằng chứng trước tòa nha, đừng có kiện lên báo rồi lấy thầy ra nha. Tụi nay lên chơi với cái biết đi quay gì đâu. Tụi nay lên chơi với cái biết đi quay gì đâu. Nhờ xác nhận một lần. Vỗ tay, vỗ tay. Em không uống thêm nữa. Tại sao khi em không cho anh uống? Bây giờ chia tay, em bắt anh dừng uống thuốc. Thế em bị tăng động á mọi người. Hỏi nó. Ủa vậy mới biết à? Nhưng mà Diễm Hương á, ta có một cái niềm tin. Đó là một chân lý sống, là một người năng lượng tích cực để mà mình hướng tới. Mình nghĩ là mình dễ thương, thì năng lượng mình tỏa ra hệ mặt trời. Oh my god! Wow! Tôi không muốn ở lại này nữa. Tôi sẽ đi công tác tiếp. Hiện tại là quay xong bối cảnh phòng khách rồi và chuẩn bị di chuyển lên lầu để mà quay phòng tắm và phòng ngủ. Và bây giờ cảm thấy rất là đói, nhưng mà hy vọng là mọi người sẽ xem cái ngoại truyện này và thích thú nó, bởi vì ekip đã quay rất là cực lực. Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you, to you.